Thái Thiếu Phân dạy Chi Pu học tiếng Trung phổ thông. Thái Thiếu Phân có tiếng nói tiếng Trung phổ thông khó đỡ, đến nỗi người Trung cũng không hiểu, cần có phiên dịch Trung Trung. Vậy mà trong show Tỷ Tỷ mới đây, Thái Thiếu Phân chủ động dạy Chi Pu tiếng Trung với mấy câu như: tiếng phổ thông của Thái Thiếu Phân rất chuẩn, Thái Thiếu Phân xinh đẹp. Netizen bình luận: đúng là một người dám dạy, một người dám học. Phổ thông hóa. 别想那么多 蔡少芬好美丽，对了，就这样，好美丽，对，就是这样。